Arhato Sammasambuddhassa và hoan hỷ đến nỗi không cần ăn gì cả ngày và muốn khảo nghiệm con một người có phải dự lưu Sư Đạo Quần chưa, thì chỉ cần dục cách này là được, nhưng con thực sự thấy vô lý quá. Con không biết thông tin này được lấy từ bài kinh Nguyên Thủy nào, xin sư giúp con được rõ. Vì nếu điều này là có, chắc hẳn Phật phải chính miệng nhắc đến. Đừng nói là các bậc dự lưu Tô Đạo Quần, mà đến như các bậc cao hơn như A-na-hàm, A-la-hán còn phải đi khất thực để nuôi thân, trong kinh có nhắc. Và mà những vị này niềm tin vào Tam Bảo chắc chắn phải bằng hoặc cao hơn rất nhiều so với vị dự lưu. Nên chuyện các bậc dự lưu có khả năng niệm một câu đó mà hoan hỷ đến nỗi không cần ăn uống gì cả ngày thì thật khó tin. Rồi, ở phần dưới thì cũng y chang như vậy. Thưa với quý vị đó, là chúng ta có một cái thuật ngữ chuyên môn cho cái việc này là Okappanasattha. Okappanasattha. Cái sự kiện này đó có được chú thích ở trong chú giải kinh Pháp Cú về đặc điểm đức tin của một vị thánh. Tại vì sư đang mở chú giải đó. Này. Ở đây là trong chú giải trường bộ, trung bộ, tương ưng, tăng chi và tiểu bộ. Trong các cái chú giải, cái này là có đề cập tới trong các chú giải. Thành thử là nếu gì không tin thì có thể mở chú giải ra xem. Nhưng mà ở trong cái đại đảnh lễ Maha, đúng nhất, quý vị Google ha, Google cái từ đại đảnh lễ ở trong ngoặc kép có một cái bản dịch Mahanamakkara. Đây. Quý vị Google ha, quý vị Google thì nó sẽ ra đại đảnh lễ Mahanamakkara. Quý vị đọc cái bản này là đã được dịch rồi ha. Còn cái chuyện mà cái hỷ mà đưa đến cái chuyện là gọi là no vui đó, không có ăn đó, nên quý vị nên hiểu như thế này. Nó giống như bà mẹ đó, bà mẹ mà được nghe đứa con là thủ khoa đại học á, thì bà mẹ vui mà vui tới cái mức độ là không cần ăn uống gì hết là cảm thấy là cũng no rồi, không cần ăn uống gì hết. Đấy, phàm phu là có một số trường hợp nó vui tới như vậy. Hoặc như là quý vị mà phát hiện là cái đứa con mà mình trong một cái vụ mà sạt lở á, mình chết rồi, mình nghĩ là nó chết rồi, nhưng mà mình nghe cái cuộc gọi điện về thì mà đứa con nó báo là má hôm nay là con trễ chuyến đò cho nên con không có đi đến cái chỗ đó kịp giờ được, thành ra con thoát chết. Thì bà má lúc đó bà vui mà xin thưa là bà không cần ăn uống cái gì hết. Cái đó là cái kiểu vui no đó. Nhưng nó không có nghĩa là thực sự cơ thể của họ là cứ như vậy là họ không cần phải ăn. Quý vị hiểu không? Một vị thánh Tu Đà Quần á cũng y chang như vậy. Khi trong khi mà vị đó đang suy tưởng về cái ân đức của Thế Tôn thì cái hỷ á, nó đủ khiến cho vị đó không cần ăn cái gì hết mà vị đó vẫn no. Nó gọi là cái vui no đó, cái hỷ no đó. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là từ đó trở đi là vị đó không cần ăn gì luôn, thì chuyện đó không phải. Nên hiểu chứ còn đừng
có hiểu mà cái kiểu vui như vậy là từ đó trở đi không cần ăn, nó kỳ lắm. À, còn trong cái trường hợp mà vua Bimbisara đó, vua Bimbisara thì chúng ta có thể hiểu là một á, là chúng ta hiểu đây là trường hợp ngoại lệ, bởi vì vua Bimbisara lúc bây giờ là đang bị nhốt, mà do cái năng lực của một vị thánh Tu Đà Hoàng á, cho nên là đức vua nương tựa vào, trong cái sự mà kẹt như vậy đó, đức vua nương tựa vào Đức Thế Tôn và ngài liên tục suy nghĩ về đề mục tùy niệm Phật, do đó là sắc diện của ngài là vẫn rất là sáng. Nhưng mà chúng ta hiểu như thế này nè, sắc diện của ngài vẫn sáng nhưng không có nghĩa là cơ thể của đức vua đó là không có suy sụp. Quý vị thấy có nhiều người đó, họ yếu, họ bệnh nhưng mà họ vẫn sáng sủa như thường. Cái đó là một khả năng. Cái khả năng thứ hai là vua Pasenadi đó không đủ kiên nhẫn để chờ vua cha của mình chết đói, bởi vì trước đó là vua Bimbisara được bà hoàng hậu nuôi bằng dinh dưỡng mà. Đấy, có khi là vua Pasenadi không có đủ kiên nhẫn, bởi vì trong kinh không hề nói đến chuyện là từ cái giây phút mà vua Pasenadi đó cấm không cho hoàng hậu đến thăm vua Bimbisara cho đến khi mà hành quyết đức vua là bao nhiêu ngày thì mình không biết chuyện đó. Cho nên là mình hiểu thì mình hiểu cho đúng, chứ còn mà mình hiểu nó lệch á thì kỳ lắm.